Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp Momo được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhé, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ còn 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp Momo các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy, đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này. Đấy, các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơ sướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm tao. Ôi giời, cái thằng Grack này tao cay bí thật đó. Đúng, mình quên các bạn đã gặp thằng Grack ở trong cái môi giảng này, nó toan quá kẻ vua, quên đi. Thôi được rồi, chậm một chút. Mình sẽ gửi gắm cho các bạn một clip Triều Vân, sẽ mang tới cho các bạn một cái hôn rất là mới khi tưởng Triều Vân nó được búp sức mạnh rất là nhiều ở trong cái bản này. Và đặc biệt rằng bên cạnh đó thì Nakaroth là một vị tướng được búp sát thương cùng rất là mạnh. Thì nếu các bạn muốn xem Nakaroth thì vài bữa nữa mình sẽ live stream để các bạn coi trực tiếp hơn. Còn bây giờ mình xin gửi gắm một clip Triều Vân ở ranh đấu đỉnh cao, ranh đơn các bạn nhé. Thì Triều Vân vốn gì là một vị tướng đấu sĩ sát thủ, thì nói chung nếu mà lên cái Rill Leviathan thì nó sẽ rất hợp lý hơn. Nhưng game này mình sẽ lên full đam để cho các bạn thấy được. Ồ anh mày, sao ơi. Vô tình cái pha này nếu mà mình tưởng cái tăng CP là đấm trốn mình, nhưng ai ngờ đấm cái pha là hay là tao giết mình. Tao có biết tốc biến một cho ai quẹt vào bắt tao cay cái thằng người rắc thật. Kẹo lính ta đi tính kẹo là một lần là kẹo hai lần các bạn ạ. Cái bọn này là kiểu đứa đấy. Đấy, Triều Vân thì mình khuyên tất cả các bạn hãy lên level 4 thì chúng ta sẽ di chuyển đi gánh các bạn nhá. Còn đi gánh ở đâu thì chúng ta sẽ nhìn vào bản đồ có để mà di chuyển. Và một cái điều đặc biệt nữa thì ngày mai mình sẽ live stream. Có một số thay đổi rồi, mình sẽ live, mình đã được cáo cho quản trị ở trong fanpage Mercy Channel rồi. Thì mình sẽ tập trung live lại fanpage Mercy Channel để anh em tiện thể theo dõi cho dễ hơn. Còn Mercy Gaming thì mình sẽ up clip giống như YouTube, thì trong thời gian tới là sẽ như vậy. Và đặc biệt rằng bạn nào có nhu cầu mua quân huy hoặc là mua nick theo yêu cầu các bạn thì hãy nhắn tin vào số Zalo 0911205728. Thì đấy là những cái thông tin rất cần thiết để tất cả các bạn anh em. Và chỉ một cái shop nick duy nhất, đó chính là shop mơ sướng.vn các bạn nhé. Còn lại đều là lừa đảo. Rồi thằng Grack tàu giết mình, tàu cay mình, tàu cay mình. Ăn được hai mảng rồi. Cách nói chung là cách combo của thằng Triều Vân thì nó sẽ có hai cái combo khá đơn giản. Thứ nhất, nếu tất cả các bạn kiểu chẳng hạn cái pha zone thằng Grack vừa rồi, mình biết nó không chạy được, cho nên mình sẽ đánh nó bằng chiêu 1, chiêu 2 trước, sau đó mình sẽ kích hoạt chiêu 3. Đấy là cái cách ở giai đoạn đầu game chúng ta có zone combo một vị tướng. Còn khi về giữa game, khi đủ đô rồi thì chúng ta có thể kích hoạt chiêu 1 và kích hoạt luôn chiêu 3. Chiêu 1 để làm gì ạ? Chiêu 1 kết hợp với chiêu 3 nó rất là mạnh. Khi tất cả, ôi dồi ôi, cái thằng ngủ không được pháng đấu thế. Khi tất cả các bạn dùng chiêu 1 lên và ẩn chiêu 3 luôn và kích hoạt đo đánh thương tiếp theo, thì cái lượng sát thương chuẩn của nó rất là to. Cho nên cái combo 1-3 này của Triều Vân nó rất là bá đạo các bạn nhé. Còn đặc biệt một cái điều chú ý rằng Triều Vân không được lên ngọc tốc độ đánh. Các bạn hãy nhớ cho mình điều này đó, cái thằng này còn mới chạy nó, ôi tốc biến làm gì. Đấy, không cần phải chiêu 2 các bạn nhé. Đấy, mình không cần phải chiêu 2 luôn. Không được lên ngọc tốc độ đánh bởi vì vốn gì đang chiêu 2 của Triều Vân nó sẽ khí kích hoạt thì nó sẽ được tăng mắc tâm tốc độ đánh là 200% tốc độ đánh luôn, rất là bá đạo các bạn nhé. Hy vọng thì Garena sẽ không nép cái tốc độ đánh này bởi vì vốn gì thằng Triều Vân thì đưa là chống chơi được ba cái điểm này thôi và kết hợp với hôi máu. Và đấy thì combo đơn giản thôi các bạn, Triều Vân chơi rất đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Chỉ cần nói chung là đấy một vị tướng nó như thế nào, nó khó một chỗ là cách chọn mục tiêu và đi gánh như thế nào cho hiệu quả tốt. Và pháp ba yếu tố đó sẽ làm Triều Vân chơi tốt hơn. Còn về cách gánh di chuyển thì nói chung là nó sẽ giống như tất cả các vị tướng khác, bắt buộc pháp phải level 4, lên level 4 nó mới được đi gánh này. Rồi là ôi thằng ngủ khóc này mình từ từ các bạn nhé, mình sẽ quá bôi xanh thằng ngủ khóc này. Thằng ngủ khóc hết cho ba rồi đấy, mình nè nó hết cho ba rồi, từ từ bình tĩnh này. Đấy, khi nó hết thì mình sẽ combo đánh thứ tư nhá. Rồi, từ từ, chiêu 1, chiêu 2, rồi, cái đấy bình tĩnh. Rồi, chiêu 3, đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta chiêu 3 trước cũng được, nhưng chúng ta cứ đề phòng. Ví dụ như là thiếu sát thương ở giai đoạn đầu game, thì mất chiêu 3 thì chúng ta sẽ mất thêm một cái tâm tiếp cận. Chiêu 3 là một cái tâm tiếp cận khá là xa đấy, cho nên là
Zalando Gaming sẽ chọn một cách đánh an toàn là chiêu 1, chiêu 2 đánh thương vài cái rồi chiêu 3. Nếu đối phương chạy được thì mình sẽ kích hoạt cái mã tính và mình sẽ hồi là chiêu 1, chiêu 2 để đệt đuổi nó. Nôm na ra giai đoạn đầu game, Tiểu Vân các bạn hãy áp dụng tối đa cái mã tính của Tiểu Vân các bạn nhé. Giống như Nakadot cũng vậy, áp dụng tối đa cái mã tính. Nếu các bạn mới cứ combo chiêu 3 trước rồi các bạn mới dùng chiêu 1, chiêu 2 xong thì mình khuyên các bạn không nên cầm cái phù hiệu mã tính làm gì, bởi vì nó sẽ rất là gọi là nó rất là phế và chúng ta mất đi một cái phù hiệu thua thiệt của đối phương. Đấy, khi các bạn cầm một phù hiệu thì chúng ta phải biết điểm mạnh điểm yếu của phù hiệu đấy mà chúng ta chơi thì nào cho hợp lý. Cầm mã tính là phải combo chiêu 1 chiêu 2 đâu ghê. Còn không cầm mã tính thì nó sẽ chơi kiểu combo khác. Đấy, hãy nhớ cho mình cái điều đấy nhá. Đấy, chứ không phải các bạn cầm mã tính cho vui đấy, các bạn cứ thích là quyệt chiêu 3 luôn, còn chiêu 1 chiêu 2 con như chảy. Đấy, cái nội tại mã tính các bạn biết rồi. Khi các bạn dùng chiêu 3 thì sẽ hôi chiêu 1 chiêu 2, nhưng bắt buộc chiêu 1 chiêu 2 phải dùng rồi. Nếu mà chưa dùng thì nó sẽ không được tính đâu. Đấy, rồi, đấy, hãy nhớ cho mình cái điểm đấy nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi phản gánh này từ có thằng nào mình nấp để phát. Đấy rồi, hàng về đây rồi, một quệt một em ra đi. Đấy. Tiểu Vân thì các bạn nên nhớ rằng là các bạn hãy nhìn đầu game đến cuối game, mình không bao giờ tham gia các mắt tổng mà mình sẽ di chuyển đơn lập một mình các bạn nhé. Di chuyển đơn lập một mình. Tiểu Vân không tốt để ví dụ như có mắt tổng là cứ mặt đối mặt. Đấy, nhìn mặt đối mặt làm gì không? Chúng ta sẽ di chuyển đơn lẻ một mình. Bây giờ thì mình khá là sáng đo và mình sẽ di chuyển một mình. Bởi vì cái lối chơi của Tiểu Vân nó sẽ rất đa dạng. Ví dụ tín thọt không có mắt tổng được thì đấy là một vị tướng đầy lẻ cực kỳ tốt. Một vị tướng tốt đầy lẻ là một vị tướng đạt những yếu tố nào? Đó là một ổ vị số. Ôi, ngộ không ơi. xin vĩnh biệt cụ. Tả màng các bạn. Một vị tướng đạt điều kiện đầy lẻ nhé, là một vị tướng solo kill tốt. Đấy, solo kill tốt. Chẳng hạn tại vì sao Nakadot đầy lẻ mạnh? À, từ cái phá này, bình tĩnh này, đây, mình pháng chưa bá cái thằng ID này. Rồi, nổi tài còn lại thì pháng thằng Rắc đấy các bạn, đấy, sát thương chuẩn đây. 371, 370 mấy kìa, rất là mạnh các bạn nhé, đấy, cực kỳ phê luôn. Đấy, chẳng đâu game. Các bạn chỉ cần là ra vào khốn khéo một chút Tiểu Vân thôi. Mình khuyên các bạn là Tiểu Vân không nên hút sát thương. Tao thách mấy bọn đấy luôn, ngủ không ạ, tao giết mấy chết luôn. Rồi, được rồi, tao mình ngón ạ. Có hai thằng, cái thằng mít nó đám rất là to. Đấy. Nói chung Tiểu Vân thì ôi cái phá chụp cút đỉnh lá vào nền nó các bạn ạ. Nói chung là theo mình thấy thì Tiểu Vân là một vị tướng có mắt tổng không tốt, bởi vì cái khoảng tiếp cận của nó. Ví dụ các bạn mặt đối mặt hai tím nhé, hai tím mặt đối mặt, nếu các bạn thấy được Tiểu Vân ở đâu ấy thì mình thật rất là khó chơi. Cho nên á, bạn nào chơi tốt ngủ không ấy thì các bạn chơi Tiểu Vân cũng sẽ rất là tốt. Và đặc biệt các bạn đang chơi tốt những vị tướng dấu sai nhé, các bạn là một cái người chơi dấu sai tốt, các bạn cầm Tiểu Vân rất là bá đạo luôn. Tại vì sao như vậy? Khi nếu mà ví dụ mắt bét tét nhét nhất là có mắt tổng ấy thì các bạn cũng giống như là những cái cách mình thường ở dần ấy, là sẽ chờ tím địch nó vớt đi một vài skill đi, một vài skill thì chúng ta sẽ vào những vị tướng chủ lực. Đấy, chẳng hạn trong trận đấu này có hai Yate, có thằng mid của nó ai ghi ngủ không, thì những cái mục tiêu mình sẽ quan trọng nhất là hai Yate và thằng mid và thằng ngủ không, bởi vì ba vị tướng đó là sát thương nhiều nhất. Thì mình dù trong cái late game trong có mắt tổng thì mình sẽ nhìn ba vị tướng đấy thằng nào đứng lùi vị trí mà mình tiếp cận vào dễ nhất thì mình sẽ vào giết cái thằng đấy các bạn nhé. Và chắc chắn rồi, không ai khuyến các bạn trong combat tổng các bạn đi đánh cái thằng Grack đâu. Còn chả ai khuyến các bạn đi đánh thằng ID đâu các bạn ạ. Đấy, chúng ta sẽ đánh những vị tướng chủ lực sát thương của nó các bạn nhé. Nhớ, chẳng này thì mình nói rất là nhiều lần đâu, nhưng xuyên suốt một clip mình sẽ nhắc lại các bạn thấy. Rồi, cái pha này hay cho té lá lên, chưa ba. Đấy, thậm chí mình có một đánh kích hoạt chiêu 2 luôn các bạn ạ. Vì kích hoạt chiêu 2 thì thừa đám. Đấy, ví dụ như đấy, chiêu 1, chiêu 3, chiêu 2 là chết các bạn ạ. Đấy, đơn giản như vậy thôi, rất là mảnh các bạn. Ôi, quẹt thật mà đi ba con lính thế này chứ cái gì nữa. Rồi mình xin nhắc lại một chút cho tất cả các bạn nhé. Là bạn nào có nhu cầu mua quân Huy hoặc mua nick thì các bạn hãy nhắn tin vào số Zalo của mình 0941205728 các bạn nhé. Đấy rồi, ngủ không bọn em ơi. Vào đây, vào, từ, chờ nó kháng chắc chắn. Vào đây này, vào đây chắc chắn rồi đấy, 100% luôn. Bạch đấy, không cần phải chiêu 3 các bạn nhé, rất là mạnh. À, không cần phải chiêu 2 luôn. Nhưng mà thương phải dù combo thì ôi giời, cái gì 5-4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Rồi, tao có mấy chảy đâu, chiêu 3 này rồi đấy. Rồi cái gì đấy cấn luôn đấy, này chiêu 3 rồi, xong, chào bác. Mạnh các bạn, 15-0 các bạn. Từ đâu game để bây giờ thì các bạn hãy nhìn cách mình chơi Tiểu Vân như thế nào ạ. Thì đơn giản thôi, bởi vì mình di chuyển đơn lập. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình luôn luôn chọn mục tiêu.
Đấy, mục tiêu của mình là như nào ạ? Mục tiêu của mình sẽ là những cái vị tướng mình giết giết chết nhanh nhất, chẳng hạn những cái pha vừa rồi mình giết thằng IV trước, xong mình đánh thằng Grax, chứ không ai đánh thằng Grax xong mình đánh IV ạ. Đấy đấy rồi. Đấy các bạn thấy combo chiêu 2, thêm chiêu 2 nhá. Thừa đam luôn. Trong một tích tắc đối phương chưa kịp chạm chấn để đất la là chết rồi các bạn ạ. Xíu bà đào luôn. Đấy. Nên là đâu game dư các bạn nhìn này, mình chỉ quay quay đi đơn lẻ thôi. Đấy, đơn lẻ. Hy vọng clip này sẽ có một cái lead game, một cái combat tổng để cho team bị kiểu sánh lên. Thì mình sẽ có một cái pha từ từ từ. Cái thằng này cho bốc hơi luôn đây. Từ từ nha, qua đây, chắc chắn qua đây. Rồi, hết chiêu 2 rồi, bốc hơi. Chưa kịp đánh chiêu 2 đã ra đi đấy các bạn ạ. Ác như vậy đấy. Chủ vấn phiên bản này thì nó thực sự là một cái pha bốc của quá tay. Một pha bốc quá tay đối với Garena, nhưng thì nó quá tay đấy. Nakroth là một vị tướng. Thực sự nếu mình nói Nakroth nhé, bốc tầm khoảng 35 kháng rồi, kháng sát thương đây. 25 thì vẫn ok thôi. Thì còn đỡ hơn ngày xưa bay bốc hơi nhoi dư đỡ đấy, ngộ. Ủa không được rồi, nó đang nhìn lên các bạn ạ. Đấy, đối đầu ngộ không rất tốt luôn. Gặp ngộ không đâu là quật ở đó luôn, rất là ok, đơn giản luôn. Đấy, thì các bạn đừng quên là ngày mai 10 giờ các bạn nhé. Hẹn gặp anh em ở live stream, chúng mình sẽ mua cái rod ở phiên bản mới ở cái book sách bản cho anh em xem nhé. Còn bây giờ thì mình nghỉ, clip đã kết thúc rồi. Mình nghỉ tuần đầu này em có clip game đâu. Hẹn gặp các bạn ở clip sau và tất cả bạn em mà. Yêu, bye bye. On when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.